Danh sách Ban tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban. 2. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó ban. 3. Ba, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Ban, 4. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 5. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 6. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương. 7. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. 8. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tránh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. 9. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. 10. Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 11. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 12. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 13. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 14, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. 15, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 16, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 17, đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 18, đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. 19. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao. 20. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương. 21. Đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an. 22. Đồng chí Trần Huy Dụng, Phó trưởng ban Điều hành Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. 23. Đồng chí Nguyễn Huy Đông, Thư ký đồng chí Tổng Bí thư. 24. Đồng chí Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an. 25 đồng chí Nguyễn Văn Thẩm, cục trưởng cục quản trị A, văn phòng Trung ương Đảng. 26 đồng chí Lê Trung Kiên, bí thư huyện ủy Đông Anh, thành phố Hà Nội. 27 đồng chí Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình. Thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quản tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông thành phố Hà Nội bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng vào lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày Quốc tang 25 tháng 7 và ngày 26 tháng 7 năm 2024, các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.